Rồi trong phần câu dài này thì các bạn sẽ nhớ là nó sẽ có phần share màn hình thôi. Đúng. Được. Ở trong phần câu dài này thì việc của các bạn là anh trước anh giải thích rồi. Câu nào là câu ngắn, à quên, câu nào loại câu dài, là loại nào là mệnh đề trạng, loại nào là mệnh đề danh, mệnh đề tính, tại sao tên nó như thế. Thì đấy là lý do, nó đều có hết rồi. Thì trong cái mệnh đề của các bạn thì mệnh đề trạng thì nó sẽ dùng như trạng, mệnh đề danh thì dùng như danh, mệnh đề tính thì dùng như một tính từ. Thì trạng từ sẽ đứng sau ba câu. Đó, mệnh đề trạng nó sẽ đứng ở vị trí của trạng từ này. Mệnh đề danh từ thì đứng ở vị trí danh từ đứng được, là chủ ngữ, tân trực, bổ chủ. Còn mệnh đề tính ngữ thì tính thì đi với danh từ. Thế nên là những vị trí chủ ngữ, tân trực hoặc bổ chủ, hoặc thậm chí giữa danh này có danh từ thì các bạn được đặt một câu ở đằng sau nó. Và cái việc quan trọng của chúng ta là chúng ta phải tìm được từ nối. Đó, thì việc học câu phức tạp chủ yếu các bạn học từ nối. Bây giờ các bạn sẽ xem lại một loạt những câu các từ nối nhé. Xem lại một số từ nối của mệnh đề trạng này. Đây, cho để đây cho mà các bạn xem này. Và hôm nay chủ yếu các bạn vẫn dịch thôi. Đó, and but also yet. Game màn hình gì nhỉ? Đây là loại này, các bạn nhớ là mệnh đề trạng loại này thì chỉ được đứng giữa cái trạng, tức là cái những cái từ này sau nó sẽ là một câu mà nó sẽ tương đương với một mệnh đề trạng, thì cái từ nối này chỉ được đứng giữa. Còn loại thứ hai là loại từ nối này đứng giữa cũng được, đứng đầu cũng được. Ví dụ như các bạn nói là tôi là bác sĩ và vợ tôi là giáo viên, thì cái từ và vợ tôi là giáo viên nó luôn nằm sau. Các bạn không thể đảo là và vợ tôi là giáo viên, tôi là bác sĩ được. Còn từ khi thì các bạn nói là khi tôi đến thì trời mưa chẳng hạn. Các bạn có thể đảo là khi tôi đến trời mưa khi đứng đầu, hoặc là tôi đến khi trời mưa, thì chữ khi nằm giữa. Nhưng chữ khi này nằm đầu nằm giữa đều được. Thì loại bên này đứng đầu hay đứng giữa đều được. Rồi các bạn xem nhé. When là khi, why là trong khi, before trước khi, after sau khi, till cho đến khi. Till và until thì là cho đến khi, các bạn dùng từ nào cũng được. Khác nhau thì giải thích rồi, từ until thì dùng nghiêm túc hơn. Từ till thì dùng mang tính thoại nhiều hơn. Từ unless trừ khi, if nếu. Các bạn nhớ là những câu nằm trong những cái từ chỉ điều kiện và thời gian này này. Thì dù ở tương lai các bạn cũng chia nó, đưa nó về hiện tại nhé. Dù tương lai, ví dụ như các bạn nói là nếu ngày mai trời mưa tôi sẽ ở nhà, thì cái phần trời mưa ấy tuy nó diễn ra vào ngày mai nhưng nó nằm trong nếu, nếu ngày mai trời mưa thì các bạn vẫn chia nó về hiện tại, các bạn không là nếu if it will rain, mà các bạn chỉ nói if it rains tomorrow, tức là chỉ hiện tại thôi. Because là bởi vì, like là như, though là dù, on though và though đều là dù, nhưng từ on though thì dùng nghiêm túc hơn, từ though là dùng nó mang tính thoại hơn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đặt một số câu nhá. Đầu tiên là Hoa đặt cho anh đi. Hoa có bật được mic không Hoa? Em mà đứng đây anh ạ. Ok. Anh sẽ dùng một đề trạng này. Tôi, cậu ấy sống ở Hà Nội nên chúng tôi có biết cậu ấy. Cậu sống ở Hà Nội nên chúng tôi có biết cậu ấy. Đời sống như chúng tôi có biết cậu ấy Các bạn nhớ là về 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 câu về thì chờ anh chút nhé. Về thì nó vẫn chỉ có đã của hoàn thành, đang của tiếp diễn, sẽ của tương lai đơn giản. Còn không đã, đang, sẽ thì chỉ có hiện tại đơn giản hoặc quá khứ đơn giản. Đó, về thì nó chỉ có như vậy thôi. Còn tiếp diễn thì be đi với verb in này, hoàn thành thì have đi với P2 này. Tương lai thì will này, còn lại thì nó sẽ chỉ có hiện tại hoặc quá khứ chia theo động từ thôi. Câu em đặt đi. Cậu ấy sống ở Hà Nội nên chúng tôi có biết cậu ấy, có biết nha. He's in Hà Nội, so we know him. Đây là chúng tôi biết cậu ấy, chúng tôi có biết cậu ấy, trợ động từ có. Em có nhớ trợ động từ có là trợ động từ gì không? Đó là chợ động từ ấy. Có ngoài là động từ have nhá. Nó còn có trợ động từ có nữa. Để diễn đạt ngược lại của nó là không ấy. Tôi không biết tiếng Anh thì em nói được đúng không? I don't know English. Có biết tiếng Anh thì nói như này. He lives in Hà Nội, so we have a Không, không, không. Have là động từ chứ không phải là trợ động từ đâu. Em phải nhớ, có nhớ trợ động từ có là trợ động từ gì không? chợ động từ có chợ động từ do hoặc là Đúng rồi, trợ động từ do nghĩa là có, thì em để phủ định nó thành không này, thêm not vào thành không này. Đó. Em đặt nhưng lại như câu em đi. được câu của anh là cậu ấy sống ở nội lên là chúng tôi biết cậu ấy. Có biết cậu ấy.
có biết chỗ ấy. Có biết chỗ ấy. Thì thêm trợ động từ bằng chiếc động từ thôi. Trợ động từ có là gì? Là đúng. Thêm bằng chiếc nâu là xong, có gì đâu. Nhưng ở trong một câu khẳng định bình thường ấy thì động từ sẽ chia theo thì nếu mà chỉ là câu phủ định thì mình mới thêm trợ động từ, còn câu khẳng định thì là mình chia động từ thôi chứ anh nhỉ. Thế nếu em dùng trợ động từ can thì sao? Trợ động từ may, trợ động từ must Can thì à? Tôi có thể bơi, tôi bơi, I swim, tôi có thể bơi là I can swim, tôi không thể bơi là I cannot swim. Cái động từ do, trợ động từ do nó cũng thế thôi. Tôi biết cậu ấy, I know him, tôi có biết cậu ấy, I do know him. Tôi không biết cậu ấy, I do not know him. Thực ra là bọn em không biết dùng cái trợ động từ có này mà em thấy nó lạ. Em câu em có từ trợ động từ có này trước, sau đấy mình trợ động từ do not thì tạo ra không. Nó giống như can thì bên em có đúng không? Thì bên em mới có cannot vâng. được. Do cũng thế thôi. Nhưng mà vì cái từ do này nó ít dịch, ít dùng nên là bọn em thấy lạ. Ít gì Bây giờ anh dùng để cho bọn em em đọc biết lại là nó có. He lives in Hà Nội, so we do know him. Cậu ấy có vẻ buồn vì bố cậu ấy mắng cậu ấy sáng nay. Anh cho các bạn, anh cho em từ mắng nhé. Từ này là từ mắng, scold. Nó là về tê nhá. Cậu ấy có vẻ buồn vì bố cậu ấy mắng cậu ấy sáng nay. Seems sad because his father scold quá khứ thì nó scold thêm ý gì anh? Cái này đây đúng Scold được đúng không? không? Scold được. Now, he seems sad because his father scolded him this morning. Lần nữa chú chạy nó hơn. He seems sad because his Ok. Tôi sẽ mua một tôi sẽ mua một quyển sách mới. À, mẹ sẽ mua một quyển sách mới cho con nếu con học giỏi. Con Con giỏi. giỏi. Nếu con học giỏi, mẹ sẽ mua một quyển sách mới cho con nếu con học giỏi. Không, thì mẹ sẽ mua Sẽ cho là con một cái đồ chơi mới đi. Nếu con học giỏi. Mẹ sẽ mua một cái đồ chơi mới cho con nếu con học giỏi. I will buy for you a toy. Nào nào nào, mua một. Sao lại buy for you được? Làm sao buy một cái tê sao nó lại dở một tên được? A little toy for you. Đúng không? A little toy for you if you study well. Đặt lại cho anh lần nữa. I will buy a little toy for you if you study well. Rồi, ok. Thi đặt cho anh này. Vâng ạ. Anh cho từ homework là bài tập về nhà, loại từ của nó là u nhé. Tôi đã làm bài tập về nhà nên tôi không sợ. Tôi đã làm bài tập về nhà nên tôi không sợ. Anh cho từ homework là bài tập về nhà và từ sợ là afraid. Nó là tính từ. Afraid. Là tính từ. Okay. I have done work. So I am isn't afraid. I isn't. Có Being phải thì không với ạ? ai mà thành isn't. He isn't. I isn't. I am not afraid. Ta lại cái câu xem. I have done work, so I am not afraid. Thế tôi chưa làm bài tập ở nhà nên tôi cảm thấy sợ anh nói. I haven't done work. I haven't do homework. Haven't do á? Haven't do have a DVP2 cơ mà.
I haven't done homework, so I am afraid. Tôi cảm thấy sợ. Cảm thấy mình sẽ I feel afraid. Đặt lại cả câu. I haven't done homework, so I feel afraid. Okay. Chúng tôi không trông thấy cô ấy ở đó bởi vì chúng tôi không trông thấy cô ta ở đó vì cô ta đã trốn. Anh cho thì trốn ở thế này. Chúng tôi không trông thấy cô ta ở đó vì cô ta đã trốn. Trốn là hide, hidden. Đây có âm ơ này, hidden. Có thể trốn mất không? We didn't see her because she had đấy đúng không? Vâng. Đặt lại cho anh cả câu. We didn't see her because she had hidden. Cúc đặt anh. Tôi sẽ trở thành giáo viên vì tôi thích dạy trẻ con. I will be teacher because trở thành là gì Kim trở thành để đây đấy, ông nhìn thấy à, cột ba đây đấy, L đấy, became. Sao lại became? Sẽ là will là trợ động từ rồi, sao động từ lại dùng ở quá khứ? Đặt lại anh nghe nào. I will became teacher. No, sao lại became? Anh hỏi sao lại became? Từ này em phát âm là gì, sao lại cứ đọc nó became đi? Become. Cái sao em lại cứ dùng became? Wait. I will become teacher. Phát âm cho anh từ này. Become 3 lần. 5 lần đi. I will become teacher. Because teacher là C. Em để một mình nó như thế rồi. Teacher. Đúng không? I will become a teacher because I like. Tôi thích dạy trẻ con. Tôi thích dạy trẻ con. I like this children. Nào, dùng cho anh chữ kid đi. Chữ children em chưa biết dùng thì thôi. Dùng cho anh chữ này. I like kid. Tôi thích dạy trẻ con. I like this kids. Sao lại like xong lại thích luôn á? Hai động từ làm sao mà đặt cạnh nhau như vậy? I like to đúng không? Đúng không? Tô mới đúng. I like to teach. Rồi đặt lại anh cả câu. I will become a teacher because I like to teach. Kids dùng số nhiều nữa.
kids. Tôi sẽ ở lại đây với cô ấy vì tôi không muốn để cô ấy một mình. Dạ nha. Tôi sẽ ở lại đây với cô ấy vì tôi không muốn để cô ấy một mình. Anh cho từ đề này. Neglect. Động từ VT. Để. Có dài quá không? Có cần anh viết ra không? Tôi sẽ ở lại đây với cô ấy. Đặt về đây trước. Tôi sẽ ở lại đây với cô ấy. I will stay. Đúng không ạ? Stay nào lại. Đây với cô ấy. I will stay here with her because tôi không muốn để cô ấy một mình. Because I wanted. Because I wanted. Sao lại wanted? Sao câu đây câu trước em là tương lai mà câu sau em chuyển về quá khứ được? Because I will not let. Anh bảo là với mức của bọn em chỉ cần dịch đúng cho anh vế sau anh có sẽ không? Vế sau anh có sẽ không? Tôi không muốn để cô ấy một mình thôi. Tôi không muốn. Em chỉ cần dịch đúng cho anh đã, đang, sẽ và không có nghĩa gì thì cứ dùng hiện tại hoặc quá khứ thế thôi. I didn't. Sao em lại chuyển về quá khứ cái câu đấy được? Tôi không muốn. Em đang muốn tìm một cái chợ động từ phủ định. Chợ động từ thì đúng. Nhưng mà tại sao lại dùng chợ động từ đứt ở quá khứ? Sao em dùng chợ động từ do hoặc là do not mà em lại dùng chợ động từ đứt not? I don't, đúng không? Đúng rồi. I don't let. Tôi không muốn để cô ấy một mình. I don't want to let alone. Let là VT. Phải có tân trực của nó nữa chứ. Để cô ấy, em chỉ muốn em chỉ cần dịch đúng là câu của em nó đã đúng rồi. Thiếu từ. Let her. Đúng không? Đấy, đặt lại đi. Tôi sẽ ở lại đây với cô ấy vì tôi không muốn để cô ấy một mình. I will stay here with her because I don't let her alone. Tôi không muốn để cô ấy một mình. I don't let her. I don't là không muốn của anh đâu. I don't want. Nào, từ đấy đọc là phát âm lại cho anh 5 lần. One. One let là hai động từ, làm sao lại để cạnh nhau như vậy được? Two let. Đúng rồi. Đặt lại cả câu. Đặt lại cả câu em. Tôi sẽ ở lại đây với cô ấy vì tôi không muốn để cô ấy một mình. I will stay with her because I don't want to lại quân rồi. Quân là sẽ I không. Từ muốn là quân. Phát âm cho anh 5 lần I lại. I don't want. Phát âm lại từ quân một mình 5 lần. One. Đặt lại với 2. I don't want to test her alone. Đúng rồi. Sáng nay khi tôi đến thì họ đang chờ ở đây. Sáng nay khi tôi đến thì họ đang chờ đây. I welcome this morning. Sao lại I welcome là cái gì?
Tôi nối với em đâu, từ khi nó nằm ở đầu câu mà. When I come this morning. Thì câu đến đây là thì gì? Quá khứ ạ. Quá khứ come vẫn là come à? Came. Đấy em biết nhưng mà vì em đặt vội cho nên là câu của em nó bị sai. Nghĩ kỹ đi em đặt. Đặt lại. When I come. Lại come. I came. When I came. Sáng nay khi tôi đến. When I came this morning. Ừ. Họ this đang morning. Đợi ở đây. They were waiting here. Đúng rồi, đặt lại cho anh cả câu. When I came this morning, they were waiting here. Đây nữa. Here. Ok, ôn lại loại này một chút. Bây giờ các bạn sang loại thứ hai nhé. Ốp, chết nhầm. Đang có câu thằng. Loại thứ hai là loại mệnh đề danh từ, tức là một câu tương đương với danh từ nó sẽ đứng ở chủ ngữ bổ trợ tân trực. Nhưng thực ra các bạn chỉ cần nhớ cho anh từ nối là từ that là rằng là, từ that rằng là, từ whether hoặc là từ if là có hay không, và sau nó sẽ là một câu khẳng định. Vì nó có hay không là nghĩa của câu rồi nhé, nghĩa của nó có sẵn có hay không. Ví dụ như tôi không biết cô ấy có ở nhà hay không, thì các bạn từ có không chính là từ whether rồi, nên các bạn thêm câu cô ấy ở nhà là she stays at home nữa là xong. Đấy, còn từ nối rằng là từ nối cực kỳ thông dụng. Đôi khi nó cũng bỏ cái từ này đi. Ví dụ như là các bạn nói là tôi biết rằng cô ấy ở đây. Thay vì dùng chữ rằng hoặc là tôi biết là cô ấy ở đây, thì các bạn thay vì các bạn có thể bỏ từ rằng là đi. Tôi biết cô ấy ở đây. Tiếng Anh cũng thế. Các bạn có thể bỏ chữ that đi, nhưng mà với mức hiện tại của các bạn, yêu cầu các bạn đặt đủ cho anh từ nối. Để anh biết chắc rằng các bạn có hai động từ chia. Các bạn phải nối được bằng một từ nào đấy. Rồi, đầu tiên sẽ bắt đầu từ thi. Tôi biết rằng cô ấy sẽ không đồng ý với tôi. Tôi biết rằng cô ấy sẽ không đồng ý với tôi. Ok, anh sẽ cho từ vựng. Em có... gì nhỉ? I know. Em biết từ đồng ý đúng không? Em biết agree. Ok, tôi biết rằng cô ấy sẽ không đồng ý với tôi. I know that she don't agree with me. Vế sau của anh là gì? Dịch lại anh nghe rằng. She will not agree with me. Đợt lại cho anh lần nữa. She will not agree with me. Okay. Tôi đoán rằng, anh cho chữ đoán này. Guess. Tôi đoán rằng cô ấy đang giấu giếm một điều gì đó. Giấu là từ hai này vừa là vi là ẩn nấp, vừa là vt là giấu, che giấu, giấu giếm. Cô ấy đang che giấu một điều gì đó. Còn một điều gì đó là chữ something, nó là đại từ. Đại từ nó giống như I, you, we, they đấy. Thế nên là các bạn không có thêm other gì cho nó cả. Đây nó là pronoun này, something đây. Nó giống như I, you, we, they, something. Tôi đoán rằng cô ấy đang giấu một điều gì đó. Cô ta đang giấu giếm một điều gì đó. I guess that she hiding something. Ừ,
Tôi không biết cô ấy có đồng ý giúp chúng ta lần này không. Tôi không biết cô ấy có đồng ý giúp chúng ta lần này không. I don't know that. No. Từ nối ở đây là có không. I don't know. Whether. I don't know whether. Biết sao là gì nhỉ? Tôi không biết cô ấy có đồng ý giúp đỡ chúng ta lần này không. Whether she agree to matter. Have agrees to have this time. Help gì? Sao từ help là từ gì? This time lần này à? Giúp chúng ta lần này không? Chúng ta là to have help us this time. Rồi đặt lại cho anh. I don't know whether she agrees to help us this time. Ok, Hoa đặt cho anh. Tôi đồng ý rằng cậu đúng, nhưng tôi không muốn chấp nhận điều đó. Câu này dài đấy nhé, bốn câu đấy, bốn vế đấy. Tôi đồng ý rằng cậu đúng, anh cho chữ đúng là chữ right, nhưng tôi không chấp nhận, tôi không muốn chấp nhận điều đó. Chấp nhận là accept. VT. Điều đó thì chị em dùng đại từ that được, hoặc là it cũng được, tùy em. Đại từ it hoặc đại từ that được. Rồi anh em nói lại nhé. Tôi đồng ý rằng cậu tôi đồng ý rằng cậu đúng, nhưng anh ghép cả mệnh đề trạng ấy. Nhưng tôi không muốn công nhận điều đó, tôi không muốn chấp nhận điều đó. I agree that you are right, but I don't want to accept it. Đặt lại cả câu một lần nữa này. I agree that you are right, but I don't want to accept it. Câu tiếp theo. Cô ấy hỏi là tôi có đói không? Hỏi đây, ask. Đói đây. Không có đây à? À đây, không có. Anh cho từ đây. Đói là hungry. Tính từ. Hỏi là ask. Đây. Cô ấy hỏi là tôi có đói. Tính từ à? She asked me if I'm hungry. Sai, anh tự cho em xác định lại chỗ sai đấy. Cô ấy hỏi liệu tôi có đói không? Cô hỏi tôi có đói không thôi. Từ liên kết à? Không phải là từ ít vậy. Ít là đúng rồi. Vấn đề em xác định sai một cái gì đấy. Hoặc là sai ở thì. Đúng rồi, sai thì, việc này xảy ra chưa? Xảy ra rồi, cô hỏi rồi. Cô hỏi rồi, là... đó rồi. She asked me if I was hungry. Cô ấy, hình như câu này anh hỏi, để trước anh cũng hỏi em hay sao ấy. Cô ấy nói rằng cô ấy sẽ đến, nhưng cô ấy không đến. Đây, phải dùng thì tương lai trong quá khứ đây. Nói là xảy ra rồi đúng không? Sẽ này là trong quá khứ. Thế nên là phải dùng tương lai trong quá khứ. Thay vì dùng will, em sẽ phải dùng would. Là dạng quá khứ của từ will. Làm đi. Cô nói rằng cô sẽ đến nhưng cô không đến. Nào, từ, đặt lại anh nghe đấy. Đặt lại anh nghe đấy. She said that she would come, but she don't come. Didn't come. Đặt lại anh cảm lần nữa. She said that she would come, but she didn't come. Họ trả lời rằng họ không biết tiếng Anh. They didn't know English. Okay. Cúc đặt tranh nào.
tôi sợ rằng chúng ta sẽ đến muộn nếu tôi sợ rằng chúng ta sẽ đến muộn nếu chúng ta nếu chúng ta đi bộ. Tôi sợ rằng chúng ta sẽ đến muộn nếu chúng ta đi bộ. Từ đi bộ là bọn em sẽ dùng cho tổ anh cho anh tổ chức bọn em sẽ là dùng food và sẽ dùng tổ chức là go on food để anh tìm lối nói cho. Đây là on food đây này. Đi bằng chân thì chính là đi bộ. Đó, on food. Đi ghép với on food sẽ là đi bộ. Tôi sợ rằng chúng ta sẽ đến muộn nếu chúng ta đi bộ. Or I afraid that. Nào, dừng. Afraid loại từ là gì? Tính từ. Tính từ là sao em đặt là I afraid? Nghĩa nó nằm ở không ấy? Tính từ nằm ở đây bổ chủ mà. Nằm có VL đấy chứ. Thế cô ấy đẹp nó như nào? Cô? Suy y oh, beautiful. She is beautiful nè. She is beautiful. Beautiful là loại từ gì? Tính từ ạ. Thế nó có khác gì afraid đâu mà em lại I afraid đâu. Đặt lại đi. I am afraid that tôi sợ rằng chúng ta sẽ đến muộn nếu chúng ta đi. Tôi rằng chúng ta sẽ đến muộn. We were too late. Dừng. Đấy, vấn đề của mấy hôm em không thực hành đặt câu nên bây giờ câu của em nó bị chậm. Làm sao là will late được? Động từ của em đâu mà em đặt trạng từ đấy? Will là trợ thế động từ đâu? We will gì? Sao will là gì? Động từ. Động từ gì? Câu của em come đặt late. Phải come, phải có come mới được. We will come late. Nếu chúng ta đi bộ. If they go off. Rồi, đặt lại câu. I am afraid that tôi sợ rằng chúng ta sẽ đến muộn nếu chúng ta đi bộ. We will come late. We go on foot. Okay. Tôi không chắc là cô ấy có biết tên tôi không? Tôi không chắc là cô ấy có biết tên tôi không? Chắc chắn là tính từ nhá. Đặt câu cho nó cẩn thận. Tôi không chắc là cô ấy có biết tên tôi không? Không, phủ định. I am not. Not gì? Not sure that. Đúng không? Nhưng mà từ trong câu của em từ nối có chính xác là that à? Tôi không chắc rằng cô ấy có biết tên tôi hay không. Nếu dùng từ that mà rằng là thì nghĩa có không em làm nào được bây giờ? À, từ nối em chọn từ that hay là từ whether if? Whether if. Một trong hai từ thôi, whether or if. Để chọn whether or if, còn từ that thì không biết là có không rồi. I am not sure whether if. Nào, một trong hai từ whether or if thôi. Làm gì có hai từ nối. I am sure whether. Nào, đặt lại. Không chắc cơ. I am not sure whether she now name. Cái gì đấy? Từ biết là phát âm là now á. Biết.
Tôi biết phát âm lại anh nghe rồi. Từ nào là bây giờ chứ có phải là biết đâu. No. 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 Tên tôi. No name. Tên của tôi. No name. Của tôi đâu? Ô. Mai. Mai đúng không ạ? Đúng rồi. Mai gì? Đợi lại anh nghe xem. My name ạ. My name. Con hỏi anh là my name ạ. À? Đợi lại. I'm not sure whether she knows my name. Ok. Được rồi. Họ bảo tôi rằng họ không thể. Họ bảo tôi rằng họ không thể giúp chúng tôi giải quyết việc đó. Anh cho thêm từ giải quyết là cái handle. Giải quyết. Đọc là handle. Họ bảo tôi rằng họ không thể giúp chúng tôi giải quyết việc đó. Đấy, bảo đây. They talk me. Là cái gì, từ này em quá khứ em đọc là talk á. Thâu. Thâu, đúng không? They told me. They cannot help us. Handle. Tại sao nhá, nghĩ kỹ trả lời nhá. Cannot help us gì nữa đấy. Nghĩ kỹ rồi đấy, trả lời. Handle này. Họ không thể giúp chúng tôi giải quyết việc đó. Help us handle it. Sai. Anh bảo rồi, em nghĩ cẩn thận như rồi, em đọc dễ thế chứ anh đâu gì việc gì phải dặn em. Em bị sai cái lỗi rất là nhiều, ngoài cái động từ chia ra động từ còn lại thì em phải làm gì? Tu. Đấy, cái lỗi này anh dắt rất nhiều lần rồi nhưng không nhớ nhá. Nhớ kỹ đấy. Đặt lại. They talk me. Lại talk. Phát âm cho anh 3 lần. Thâu. They talk me. Thâu. 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 Phát âm cho anh 3 cột đi. Tell, thâu, thâu. Tell, thâu, thâu. 3 lần. Tell, thâu, thâu. Tell, thâu, thâu. Rồi đặt lại cho anh. They told me they could they cannot từ nói, help từ nói. Us. That đặt từ đầu. They told me that they cannot help us to handle it. Đây này em cho là việc này nó bây giờ nó vẫn còn đúng không? Anh thì anh muốn cho cái việc này về quá khứ, em đặt cho anh toàn bộ ở trong quá khứ nha. Nó xảy ra xong rồi. Bởi vì em vừa nãy em dùng can, bây giờ anh muốn dùng trong quá khứ thì em chuyển can vào quá khứ thôi. Cannot. Cannot là quá khứ. Cannot là phủ định chứ có phải là quá khứ đâu. Quá khứ của từ can là gì? Could. Ờ. Đặt lại. They told me that they could help us to handle it. Ok, đấy cái phần ngày xưa anh bảo rồi. Anh lo nhất là vì cái phần hồi đặt câu ngắn ấy, em lại không thực hành. Có thể em nghe hoặc không nghe thì anh không rõ, nhưng mà không thực hành. Nhưng bây giờ đặt ghép vào câu dài nó không chắc. Phần thì là em không nghe buổi nào đấy. Úi giời, thế thì căng đấy. Thế phải xem lại video không có gì không hiểu được anh. Chứ cái phần thì nó là xương sống của, nó là xương sống của tiếng Anh ấy. Không, phần này em đi kiểu gì em sẽ động vào nó. Từ đấy thì em thấy đặt câu kiểu gì nó cũng sẽ nằm ở cái thì. Nên phần này phải xem kỹ lại. Phần gì không hiểu thì hỏi anh để anh chỉ cho. Chứ còn ít nhất là anh có thể chỉ cho em cái tổng quát để em hiểu cái cách sử dụng nó như nào. Chứ anh chuyển sang hai bạn không, em vẫn đặt đi. Nhưng mà trong lúc ấy thì anh có cái phần gì thì anh sẽ nói cho. Nếu mà không ấy một tí thì liên quan đến thì là khó đấy.
Vì là nó câu là nó chắc chắn nó sẽ nằm trong thủy. Bây giờ vẫn thực hành không 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 để cho các bạn kia thực hành riêng được, em vẫn phải thực hành sai đâu thì biết. Chứ còn không lại càng không thực hành lại càng không biết. Rồi bây giờ tiếp theo nhá. Cái loại đầu tiên là loại dùng thực ra hai cái loại này nó khác nhau ở một chỗ. Loại đầu tiên là từ nối này nó không nằm trong cái câu đằng sau. Nó là chỉ là từ nó báo hiệu thôi. Ví dụ như các bạn nói là câu như thế này. Tôi biết rằng cô ấy đẹp chẳng hạn. Đây. I know that she is beautiful. Thì ở đây các bạn thấy là từ that này nó chỉ là một từ nối. Và câu đằng sau nó đủ thành phần là chủ ngữ VL của chủ rồi. Từ that không tham gia vào thành phần là câu đằng sau. Nhưng loại từ nối thứ hai là loại này, là dùng các nghi vấn từ. Nghi vấn từ này thì các bạn biết hết rồi. Nhưng mà các bạn lưu ý là bây giờ người ta không gọi nó nghi vấn từ, vì đây là câu dài nên nó gọi là từ nối liên từ. Những từ này nó đóng góp thêm vai trò nó. Ngoài là từ để hỏi, bây giờ nó là liên từ. Thì những cái liên từ này nó có tham gia vào thành phần ngữ pháp của cái câu đằng sau. Và thêm một phần nữa mà các bạn cần phải lưu ý, ví dụ các bạn hỏi là cậu ấy là ai thì các bạn sẽ có câu là cậu ấy là ai chẳng hạn. Thì các bạn sẽ được câu hỏi là who is he, đúng không? Đây là câu hỏi. Các bạn có việc đảo trợ động từ. Nguyên lý chung của việc hỏi trong tiếng Anh là các bạn phải đảo trợ động từ lên. Nhưng bây giờ anh có câu thứ hai là tôi không biết cậu ấy là ai. Thì các bạn thấy câu này đây không phải là câu hỏi nữa, mà đây là câu trả lời. Thế nên trong cái phần này nó không có yếu tố nghi vấn. Thế nên cái việc đảo trợ động từ các bạn không dùng nữa. Các bạn giữ nguyên trật tự cũ và các bạn thêm từ nối ở đầu thôi. Thế nên bây giờ câu của các bạn nó biến thành như này là I don't know. Bây giờ không phải là who he nữa mà phải là who he. Và không có dấu hỏi chấm bởi vì đây không phải là câu hỏi. Các bạn dùng dấu chấm. Đó. Trong cái loại mệnh đề thứ hai này thì cái từ nối này nó có tham gia vào thành phần ngữ pháp của câu đằng sau. Các bạn thấy câu đằng sau có chủ ngữ này, VL này, không có bổ chủ. Thì thực ra bổ chủ chính là từ who này. Nên tại sao nó nằm ở đây? Bởi vì nó là từ nối phải nằm ở đầu của mệnh đề. Đó. Nên là nó phải chuyển từ đây lên đây để nó làm từ nối. Và nó có tham gia vào câu đằng sau. Các bạn thấy từ that này không tham gia vào câu đằng sau. Nhưng từ who này có tham gia vào câu đằng sau. Nên trong trường hợp này nó là bổ chủ, nó sẽ đóng một vai trò ngữ pháp gì đấy. Được chưa? Bây giờ thì các từ nối này các bạn nó là các nghi vấn từ thôi. Các bạn dùng suốt rồi các bạn biết rồi. Đây ai, những ai là who, rồi tuần trực là whom, what là cái gì, which là người nào, cái nào, when, khi nào, where, đâu, why, tại sao và how như thế nào. Thấy không? Cho thi đặt trước nhé. Tôi không biết cô ấy. Tôi biết cô ấy là ai. Tôi biết cô ấy là ai. I know who she is. Tôi có thể nói cho anh cô khi nào cô ấy sẽ đến. Tôi có thể nói cho anh khi nào cô ấy sẽ đến. Talk là nói chuyện. Các bạn nhớ kỹ cho anh thì talk không liên quan đến từ talk, hoàn toàn khác biệt với từ say với từ tell. Đâu nhỉ, hai từ đâu nhỉ? Nó chỗ nào ta? Đây. Đây hai từ này khác nhau. Thứ nhất, các bạn đừng có nhầm từ talk không liên quan đến từ say với từ tell. Từ talk là nói chuyện. Nên từ đấy không xếp vào danh sách nhầm lẫn được. Nói chuyện nó khác với nói. Nói là các bạn nói một điều ra, còn nói chuyện là giữa hai người khác nhau. Các bạn có thể nhầm giữa chữ treo và chữ xây được thôi, chứ không thể nhầm với chữ thóp được. Đó. Thì hai chữ này về nghĩa nói và nghĩa bảo thì nó giống nhau. Nhưng mà cái từ xây này thường thì nó sẽ, sau nó sẽ là một điều gì đấy. Ví dụ cô ấy nói rằng cô ấy là sinh viên, hoặc là cô ấy nói đứng im. Thì đấy là một điều gì đấy, các bạn sẽ dùng chữ say. Ngay sau nó là một điều. Còn nói cái ai, nói với ai sau, nếu mà nói hoặc bảo ai thì các bạn sẽ dùng chữ tell này. Sau đấy là một người, một đối tượng. Còn nghĩa kể thì chỉ từ tell có thôi, từ say không có. Đó. Nên là từ sau từ say này là một điều nhé. Sau từ tell này là một người, một đối tượng. Còn nghĩa kể thì các bạn chỉ dùng từ tell, không dùng chữ say. Nên câu của anh là thì trong cái trường hợp này dùng tell.
Đúng theo rồi, từ câu của anh vừa rồi là cô ấy, câu vừa rồi là gì thi nhỉ? Anh ấy nói với tôi rằng cái gì ạ? Anh ấy nói với tôi rằng anh tôi có thể nói cho anh cô ấy khi nào cô sẽ đến. Tôi có thể nói cho anh khi nào cô sẽ đến. Tôi có thể nói. Nói cho anh khi nào cô sẽ đến. Cho anh. I can tell you. Có cần tell for you. Để anh hỏi thi có cần tell for you. Có. Theo câu gì cần? Vì VT sau VT thì VT mà sau VT em dám dùng giới công danh. Vâng. Sau VT mà em dám dùng giới công danh. Sau VT của em phải đến tân trực chứ. Chứ có phải giới công danh đâu. Không được dùng for nhé. Kể cả trong VT của các bạn nó có chữ cho rất nhiều từ có chữ cho nhưng các bạn nó là VT sau đó các bạn là tân trực ngay. Theo me, theo you. Thậm chí từ tha thứ là forgive. Người Việt Nam hay nói là tôi tha thứ cho anh. Nhưng các bạn không được ghép dịch là I forgive for you. Forgive là VT. Nhưng sau đó các bạn đặt ngay tân trực. Nguyên lý của nó rất đơn giản. Các bạn chỉ cần nắm chắc được loại từ các bạn sẽ đặt được. Từ gọi điện thoại em thế. Là từ call hoặc là từ phone. Người Việt Nam vẫn nói là tôi sẽ gọi điện thoại cho anh. Dịch sang tiếng Anh mà các bạn sẽ nói là I will call for you thì nó bị sai. Các bạn phải nói I will call you. Thế cho đâu nó kệ nó. Thế là do cái khác nhau về ngôn ngữ. Còn loại từ, những cái từ đấy là VT sau nó phải là tân trực. Nhớ cái điều này nhé Thi nhá. Dịch cho anh đi. Vâng ạ. Tôi sẽ bảo cho anh là khi nào cô sẽ đến. I will tell you when he will come. When she will come. I will tell you when she will come. Cúc đặt cho anh vài câu nhé. Vâng. Để nghĩ xem nào. Ồ, cái gì đây? Tôi không biết cô ấy sống ở đâu. Không, tôi hỏi cô ấy sống ở đâu đi. I answer. No. Anh hỏi là answer. Answer là question. Một lời. Question là câu hỏi. Hỏi đây này. I question her. Nào, nhìn lên màn hình. Tôi hỏi cô ấy sống ở đâu? I asked her where she live. Where she live. Tôi không tin những gì cậu ta nói. Những gì? Từ những từ để hỏi đấy nó vừa là số ít vừa là số nhiều mà. Gì là what, những gì cũng vẫn là what thôi. What he say. Anh cho xem lại một lần nữa. What he say. Cho tự xem lại một lần nữa. Em rất hay bị sai một cái thứ. Whom. Không phải whom là ai. Cái gì cơ mà. What gì. Em rất bị hay bị sai một thứ. Tự xem mình hay bị sai cái gì sửa lại. What she is saying. Sao lại có y này còn có say nhé. Vừa có hai vừa có bà. What he say. Sao? Ôi không.
Đố em biết em sai cái gì? Thông thường anh đọc lại câu tiếng Việt. Tôi không tin những gì cậu ta nói. What he said. What he said, chính xác, nó phải là quá khứ. Cái từ said ấy, từ như từ nói đến bao giờ rồi em chỉ dùng thì quá khứ. Bởi vì việc nó luôn xảy ra rồi. Đặt lại cho anh câu đấy đi. I don't believe what he said. What he said? What he said. Cúc đặt cho anh thử một câu nào. Tôi muốn biết tại sao hôm qua cậu đi làm muộn. Tôi muốn biết tại sao hôm qua cậu đi làm muộn. I want. Nào lại want rồi. Phát âm cho anh là want. I want. I want gì? Dừng lại. I want gì? I want. To know. To know phải có to đúng không? I want to know why he. Đâu, tại sao hôm qua cậu chưa phải cậu ấy? Tại sao hôm qua cậu đi làm muộn? Cậu là gì? You. À, you. You. Đi làm gì? You. When to work yesterday? Muộn nữa. Là quen từ quốc lết ít tay. Rồi, đã ghép lại cho anh cả hai câu. Tôi muốn biết tại sao hôm qua anh đi làm muộn. I want to know. Nó dừng. Phát âm cho anh 5 ở đúng không? Tự phát âm lại 5 lần đi. When to work. Tạm lần nữa đi. Yesterday. Kim sờ yesterday. Đợi lại thêm lần nữa cho chú chạy hơn đi. I want to know. Không phải one, âm A, one. I want to know why you went to work today. Rồi. Tôi không biết cậu ấy yêu ai. I don't know. Từ nói, ai là từ nói? Who love? Nào, từ ai này làm gì trong câu đằng sau? Cậu ấy yêu ai, thiếu thành phần gì? Chữ ai làm gì? Chữ ai đấy làm gì ở câu sau? Cậu ấy yêu ai, chữ ai nằm ở vị trí gì? Câu hỏi. Chữ ai nằm ở vị trí nào trong cái câu đấy? Câu đằng sau là câu mấy? Cậu ấy yêu ai là câu mấy? Đây, cậu ấy yêu ai là câu mấy? Câu thêm động từ. Câu 2 đúng không? Như vậy ai là nằm ở vị trí gì? Chủ ngữ này, VT này. Vị trí gì? Tân cái gì? Bây giờ còn tân cái gì nữa chết này. Tân gì? Tân trực. Tân trực. Thế trong từ nối ai này có từ gì là tân trực? Đa. Nhưng mà có đa ở đấy. Anh nhầm. Anh còn đang để trên màn hình này. Anh còn đang để trên màn hình xem từ nối nào là từ ai mà nằm ở tân trực. Hù đa hi lớp. Thứ nhất là câu này không có đảo trợ động từ bởi vì đây không phải là câu hỏi. Và thứ hai, từ ai ở tân trực là từ này cơ mà. Whom he love ạ. Whom you love. Tôi không biết cậu yêu ai, đặt lại anh xem nào. Đấy, bỏ mấy buổi mà nó trống hết cái chỗ này rồi.
I don't know who you love. Cậu ấy cơ mà. Cậu ấy là gì? He ạ. Ừ. Đó là ai? He love. Love thêm S vào. He mà. Love. Đặt lại. I don't know. Yeah, who he love. Ừ, đúng rồi. Đó là những gì tôi muốn. Đó là những gì tôi muốn. Đó là gì? That y. Đúng không? Những gì tôi muốn. Tôi nói là những gì? Những gì đâu? Những gì là cái gì đấy? Những gì cái gì đều từ what cả. What? Nó giống như ai, những ai đều là who, đều là whom, từ những cái từ để hỏi, vừa hỏi số ít vừa số nhiều được. That is what I want. Lại want. Năm lần. Want. Want. Không phải want. Sao? A. Chắc want. Chắc đi nhá, em đọc lấy. That is what I want. Lại want rồi. Nó là want, phát âm cho anh một mình dưới đó. Want. Năm lần. Want. That is what I want. À, want. Lại 5 lần nữa. Không sửa sau này nó chắc chắn nó ra quần. Want. Rồi, ok. Thi đặt cho anh thêm 1-2 câu nữa xem này. Cậu có thể nói cho tôi biết cô ấy nhảy như thế nào không? Cậu có thể nói cho tôi cậu cô ấy nhảy như thế nào? Tôi nhảy đấy anh cho. Dance. Jill can. Cẩn thận nha. Cậu có thể nói cho tôi biết cô ấy nhảy như thế nào không? Câu này là câu có không? What? Nó là câu hỏi. Can you tell you? Cậu có thể nói cho tôi. Can you tell me? Cậu có thể nói cho tôi cái gì nào? Cô ấy nhảy như thế nào không? Can you tell me? How she dance? Dance kết thúc bằng S. Phải đọc thành dances. How she dances? Nói đặt lại cho anh cả câu. Can you tell me how she dances? How she dances. Okay. Cúc đặt cho anh câu nào. À quên Hoa. Tôi không biết cậu ta sẽ lấy người nào. Lấy người nào? I don't know. Nào, đây là lựa chọn. Nào, which, không phải who hay whom gì cả. Thế là I don't know which he will marry. Lại win à. Hoa thì will, có will. Will. Rồi đặt đi. I don't know which he will marry. Rồi, marry chứ mà married. Married này có đờ, sẽ để động từ marry thôi. Đặt lại cho anh này. I don't know which he will marry. Tôi không chắc tại sao cậu ta ghét tôi nhiều đến thế. Tôi không chắc tại sao không. I am not sure why. Từ từ, từ từ, từ từ.
tại sao cậu ta ghét, từ ghét là hết này. Ghét là hết. Vậy rồi, nhiều là em biết là từ gì rồi đúng không? Từ nhiều là gì? Nhiều là much. Ờ, anh cho trạng từ đến thế, trạng từ này mức độ, giống như very, rất nhiều là very much. Too much, too much. So là đến thế, đến vậy. Đây, thế này. Đó. Ờ, tôi không biết tại sao cậu ta ghét tôi nhiều đến thế. Ờ, thôi được, tôi không biết trong trường hợp này. I am not sure why doesn't he cái sai dozen, anh có không đâu mà thêm dozen. Tại sao cậu ta ghét tôi nhiều như thế? Thế thì là I am not sure why he hates me so much. He hates me so much. Ok, đấy anh có một lưu ý cho các bạn này. Ví dụ như các bạn có câu là tôi không biết anh ta sống ở đâu thì được, đúng không? Tôi không biết tôi không biết anh ta sống ở đâu. Thì ở đây các bạn sẽ có ngay là I don't know where he lives. Câu này dễ. Nhưng bây giờ anh có câu thứ hai là tôi không biết sống ở đâu. Bây giờ thì các bạn thấy ngay vấn đề ở đây này. Từ nối vẫn là từ ở đâu, là từ where. Nhưng trong cái câu này nó không có chủ ngữ nữa. Các bạn thấy ngay, tôi không biết sống ở đâu bây giờ. Thế bây giờ nếu nó không có he ở đây thì bây giờ làm nào? Thì người ta bảo là cái mệnh đề, trong cái mệnh đề danh từ này mà nếu mà nó không có chủ ngữ mà chỉ có mỗi động từ thôi, đây chỉ có mỗi động từ sống, thì các bạn sẽ phải sử dụng một công cụ. Đấy người ta gọi là động từ nguyên thể có to. Và trong cái này ấy, nó sinh ra một cái khái niệm trong ngôn ngữ ấy. Thì cái nghi vấn từ nó ghép với động từ nguyên thể có to này, nó gọi là danh ngữ, tức là cũng là một loại danh từ. Để hợp lý mà, thì biết là VT thì sau nó phải là danh từ thì mới làm tân trực được. Thế nên là câu này nó sẽ biến thành như này. I don't know, bây giờ không có chủ ngữ, từ nối vẫn là what, trong còn lại chỉ có sống ở đâu, không có anh ấy sống ở đâu hay tôi sống ở đâu, thì các bạn dùng là to live. Nào, I don't know what to live, à where to live chứ. Where to live nào, thì cái nghi cụ mà nghi vấn từ đi với động từ nguyên thể có to kiểu này này, trong ngôn ngữ người ta gọi là danh ngữ. Các bạn không cần biết cái đấy, anh chỉ giải thích cho các bạn. Nó gọi là danh ngữ, để danh ngữ tức là nó cũng là một loại danh từ. Tên là danh mà, thì nó mới đứng sau VT được. Nó là VT và cái cụm này là danh từ mới là tân trực được. Đó. Thì trong tiếng Anh có khá nhiều cái này. Đặc biệt là khi các bạn search ở trên Google, anh thì anh search nhiều, anh rất hay search cái cụm từ là how to gì đấy. Đấy, ví dụ how to cook meal chẳng hạn. Nấu nướng như nào đấy. Đây, learn how to cook a delicious meal này. Đó. Rồi how to ví dụ như là bake a cake, nướng bánh như nào chẳng hạn. Thì đây đều là những tổ chức dùng nghi vấn từ đi với động từ nguyên thể có to. Nó làm thế nào để nướng bánh này, hoặc là where to go on weekend chẳng hạn. Đấy. Đi đâu vào cuối tuần này. Thì những câu này người ta không có câu hỏi, không có chủ ngữ. Thì các bạn chỉ dùng mỗi cái này, người ta gọi là mỗi cái danh ngữ này thôi. Thì sau này các bạn học, các bạn phải quen với việc sử dụng tiếng Anh như một công cụ để các bạn sử dụng trong đời sống và công việc. Thì tập dần cái việc này. Thời gian đầu ví dụ các bạn đọc các cái văn bản tiếng Anh, các bạn sẽ còn có cảm giác nó khó chịu vì các bạn không hiểu. Nhưng mà các bạn làm tầm một tuần liền, các bạn sẽ quen với việc đọc các văn bản này, không còn cái cảm giác nó khó chịu nữa. Khi các bạn cảm giác sử dụng tiếng Anh, nó không còn cái cảm giác khó chịu và chống đối với nó nữa. Chứ những cái từ này các bạn chết rồi, kích vào nó lại chạy sang cái gì này. Những cái từ này chẳng hạn, những từ này chẳng hạn, hoặc là từ từ này chẳng hạn, các bạn không biết thì các bạn có thể tra những lần đầu, vài lần sau thì các bạn sẽ quen. Nhưng cái chính là các bạn dùng tiếng Anh để cho cái việc mình dùng, mình tiếp xúc với tiếng Anh nó hoàn toàn tự nhiên, nó không phải là một cái gì ràng buộc, cái gì khó chịu. Lúc đấy các bạn dùng dần nó sẽ quen. Thì trong cái việc đấy thì các bạn sẽ rất hay các bạn search những cái cụm từ dùng tổ chức là nghi vấn từ, sau đấy đến to. Nó ví dụ như là how to, các bạn sẽ là when to, ví dụ như when to visit Việt Nam chẳng hạn. Người nước ngoài người ta sẽ hay search cụm này, tức là khi nào thì đi thăm Việt Nam. Đó, thì cái cụm này sẽ là cái cụm thông dụng. Best time to visit Việt Nam, thời gian tốt nhất để thăm Việt Nam này. À, thì đây là những cái cụm này nó khá thông dụng khi mà trong cái mệnh đề danh từ này không có chủ ngữ,
các bạn sẽ dùng cái khái niệm này, nó gọi là danh ngữ. Ở đây các bạn có lưu ý là nếu mệnh đề danh từ mà có hiệu bằng whether if hoặc bằng nghi vấn từ mà không chủ ngữ thì chỉ có hành động không, không chủ ngữ thì còn có hành động, thì các bạn dùng động từ nguyên thể có to cho hành động đó. Ví dụ tôi các bạn nói là tôi không biết làm gì bây giờ là I don't know what to do now, hoặc các bạn nói là kết bạn thế nào thì how to make friends, nó là danh ngữ nhưng nó đặt nằm đầu câu là chủ ngữ được. Is an art, là một nghệ thuật đó, how to make friends. Hoặc các bạn nói là I don't know how to make friends, tôi không biết kết bạn như này. Đó, bây giờ đặt thử một số câu loại này nhé cho quen. Đây câu đầu tiên, câu này cho Thi đặt đi, câu 16 này. Tôi hỏi cô ấy làm việc đó như thế nào. I ask her I asked her how to do it. Hoa đặt cho anh này. Cô ấy tự hỏi không biết tại sao lại cưới anh ta. Đây từ tự hỏi không biết là từ wonder. She wonder herself why to marry. No, không cần herself. Tự hỏi không biết là wonder rồi. Không cần wonder herself. She wonder why to marry. Phát âm lại cho anh từ cuối 5 lần. Marry cho mình married. Married này em quen với từ get married, tính từ. Có chữ ed ở đâu. Còn động từ cưới chỉ có là từ này thôi. Marry thôi. Đặt lại anh em. She wonder why to marry him. Cúp đặt cho anh này. Tôi không biết sống ở đâu bây giờ. I don't know where live now. Động từ phải có cái gì? Cái này quan trọng nhất là động từ phải có chữ gì? Where live hay where to live? Where to live now. Phải có to. Rồi, xong cái loại mệnh đề thứ hai này. Cái loại này các bạn cố gắng gì nhỉ, sử dụng nó trong cái việc search ấy. Thực ra có nhiều thứ các bạn search các bạn sẽ buộc phải dùng Google và các bạn từ dùng các cụm từ how to, where to, when to rất là nhiều. Có nhiều thứ các bạn phải search Google bằng nước ngoài chứ các bạn không search bằng tiếng Việt. Chỉ anh search cái bản đồ Hà Nội anh cũng không thể search được bằng tiếng Việt mà phải sử dụng tiếng Anh để search, thì trang nước ngoài người ta có làm cho, vì là cái những cái nhiều những cái thứ nghiên cứu ở trên bằng tiếng Việt của mình nó không có, nên là các bạn đôi khi các bạn sẽ phải ra trong web nước ngoài để các bạn tìm kiếm những thứ này của Việt Nam mình, thế nó mới khổ. Rồi sau này các bạn dùng quen, các bạn sẽ quen với việc sử dụng tiếng Anh à, đấy là mức sử dụng nó sẽ khác, còn mức của các bạn mới đang chỉ học để hình thành câu nên là đòi hỏi đấy nó sẽ hơi quá với các bạn. Đây là các bạn thấy là what to do in Việt Nam này, đấy làm gì ở Việt Nam. Những cái tổ chức này nó dùng rất là nhiều. Mà tiếp theo các bạn sang loại mệnh đề câu dài cuối cùng là mệnh đề tính ngữ. Tức là cái loại này các bạn sẽ phải hiểu ngay thế nào sao người ta gọi là mệnh đề tính ngữ. Tính tương đương với một tính từ, mà tính từ thì đi kèm với danh từ. Thế mệnh đề tính ngữ, mệnh đề là một câu. Tính ngữ là giống như tính từ, thế nên là mệnh đề tính ngữ là một câu giống như tính từ. Nó sẽ đi kèm với danh từ. Khi đi kèm ở đằng trước hay đi kèm ở đằng sau. Các bạn biết là muốn đi đằng trước nó là chỉ có thể là một từ thôi, hoặc là một tổ chức từ. Chứ còn nếu là một câu các bạn nói, ví dụ như này, các bạn nói là cô ấy là một cô gái đẹp thì chẳng được dễ đúng không? She is a beautiful girl. Thì này dễ, đây các bạn dùng một tính từ đằng trước đúng không? Thế nhưng anh lại nói là cô ấy là một cô gái sống tự do,
chẳng hạn, thì tự do là anh ví dụ anh cho từ free là tự do thì trạng từ nó là freely. Thế bây giờ anh không thể đặt được một câu là she is a gì nhỉ? Live freely girl được. Không thể đặt như này được, bởi vì các bạn không thể đặt cả một cụm động từ, trạng từ đằng trước của danh từ này được. Bây giờ làm nào thì nó chuyển ra đằng sau. Đó, là một cô gái sống tự do. Còn phần này thì chúng ta chưa xử lý được thì anh sẽ nói xử lý. Thế vậy các bạn phải hiểu là một mệnh đề tính ngữ là một câu đi kèm với một danh từ, nó đi kèm với rồi đằng sau. Đó. Thì cái câu này trong tiếng Việt đặc trưng nhất là cái từ nối. Từ nối này thì nó chỉ có một nghĩa. Nghĩa mà. Đó, tất cả đều có nghĩa là mà. Các bạn hay đặt xong một danh từ mà các bạn câu không hết. Đấy thì các bạn thấy không? Các bạn đặt xong một danh từ mà cái câu của bạn không hết. Đấy, từ mà đấy chính là dấu hiệu của loại mệnh đề. Nhưng mà nó có một cái khó. Ví dụ được việc đầu tiên là chúng ta sẽ đặt một số câu bằng tiếng Việt có chữ mà đã nhá. Thi đặt cho anh thử một câu nào đấy có danh từ, sau đấy là có thêm một chữ mà đằng sau. Phải có danh từ thì các bạn mới dùng được mệnh đề tính ngữ nhá. Ví dụ đó là ngôi nhà. Thi đặt tiếp cho anh cái đoạn đằng sau thêm cho anh một câu. Từ nối là mà anh xem này. Câu là phải có động từ nhá. Tiếng Việt không phải tiếng Anh. Đó là ngôi nhà. Câu đằng sau là chỉ cần mà cái gì thôi ạ? Ừ, mà cái gì đấy? Đó là ngôi nhà mà tôi thích. Ừ, mà tôi thích nhưng mà tôi sống đi. Tiếp theo, Hoa đặt cho anh một câu tương tự, có danh từ và có mà đằng sau là được. Bất kỳ vậy anh? Bất kỳ câu gì? Nhưng đừng có đó là đằng sau. Đây, biết này, mới bảo xong, vừa bảo xong. Không đó là nữa. Không đó là nữa, dùng câu khác. Nhưng em đổi sang danh từ khác. Không, anh không muốn đổi danh từ, để đó là cô gái mà tôi thích. Anh ấy là người. Anh ấy là người, được. Anh ấy là người. Mà tôi muốn cưới. Mà tôi muốn cưới, đúng rồi. Đấy. Thế chỗ, bây giờ anh hỏi Hoa là chỗ này, chỗ nào là mệnh đề tính ngữ? Mệnh đề tính ngữ là cái từ mà tôi muốn cưới nhỉ? Đúng rồi, mà tôi muốn cưới, chính xác. Nó câu trên là mà tôi sống. Đúng rồi, nó gọi là bổ nghĩa cho cái từ người. Nó bổ nghĩa tức là nó nói rõ cái nghĩa của cái từ này, người nào. Người mà tôi muốn cưới. Cũng thử đặt cho anh một câu khác. Các bạn xác định được cái này thì các bạn sang tiếng Anh nó sẽ dễ. Bất cứ câu nào nhá, chấp nhận. Nghĩa nhưng phải có một danh từ. Điều kiện này bắt buộc các bạn sẽ phải để ra một danh từ thì các bạn có một câu đứng sau. Thì chỉ có danh từ thì mới có mà được thôi mà. Cúc có đặt được câu nào không? Ví dụ anh cho một danh từ đặt câu với anh với danh từ nhé. Chiếc ô tô đi. Anh cần câu có một chiếc ô tô. Chiếc ô tô. Đấy còn lại em tự đặt rồi. Chiếc ô tô đó là cái mà tôi muốn. Chiếc ô tô đó là cái mà tôi muốn. Ờ được. Chiếc ô tô đó là thứ đi mà tôi muốn. Thế bây giờ anh hỏi chỗ nào là mệnh đề tính ngữ? Tức là cái câu nào là đi sau một danh từ và bổ nghĩa cho cái danh từ đấy? Một câu. Tôi muốn. Từ phần mà tôi muốn này đi này. Nó đi sau danh từ gì? Ví dụ này đi sau danh từ người, đi sau danh từ ngôi nhà thì phần mà tôi muốn này nó bổ nghĩa cho danh từ nào? Ô tô ạ. Thứ. Nó phải đi ngay sau danh từ đấy chứ. Thứ lúc sinh là danh từ. Cái gì? Thứ không phải danh từ à? Thôi đặt cho anh câu khác, nếu chưa hiểu đặt câu khác. Đặt câu nào nó dễ dàng hơn. Thứ là danh từ nhá, nó là từ sinh trong tiếng Anh ấy. Nó là một danh từ. Rồi anh lấy một danh từ là quyển sách đi. Quyển sách đó là quyển sách mà tôi thích. Em lại đặt như vậy thì em lại thành câu trên, em không xác định được đâu.
Quyển sách đó là quyển sách mà tôi thích. Nó không có gì là quyển sách đó là thứ mà tôi thích. Tôi muốn. Bây giờ anh có câu này, cho anh thêm một câu này. Tôi đang đọc quyển sách. Đấy, thêm lên một câu đi. Mà tôi rất thích ạ. À. Lại mà tôi thích, không có mà cái gì khác à? Mà tôi ghét. Mùa sáng nay đi cho nó dễ. Nào bây giờ xác định cho anh chỗ nào là mệnh đề tính ngữ, chỗ nào là danh từ. Được. Mà tôi mua sáng nay. Ừ, đúng rồi. Danh từ là quyển sách. Đúng rồi, quyển sách. Thì ở đây các bạn thấy này, mệnh đề tính ngữ đặc trưng là đứng sau một danh từ và từ nối của nó là mà. Và đôi khi các bạn sẽ phải để ý này, chữ mà này nó xuất hiện thì là rõ rồi nhé. Nhưng đó có những trường hợp chữ mà này nó không xuất hiện. Ví dụ câu này hoàn toàn các bạn có thể bỏ đi. Đó là thứ tôi muốn. Đó là quyển sách tôi mua sáng nay. Đúng không? Anh ấy là người tôi muốn cưới. Chứ mà không xuất hiện. Bây giờ thì làm nào để các bạn xác định được đấy là mệnh đề tính ngữ? Thì các bạn phải dựa vào danh từ được một câu đứng sau. Lúc đấy các bạn mới là đúng với khái niệm của mệnh đề tính ngữ. Dấu hiệu của từ mà nó hơi mong manh vì có câu nó xuất hiện, có câu nó không xuất hiện. Nên các bạn phải ý một danh từ có câu đứng sau mới là cái dấu hiệu đúng. Còn từ mà có thì chắc chắn rồi nhé. Từ mà có thì các bạn cứ thế mà dùng mệnh đề tính ngữ. Đấy là cái yếu tố đầu tiên, là một câu đứng sau danh từ chính là mệnh đề tính ngữ. Việc thứ hai, vì nó là một mệnh đề nên các bạn phải dùng từ nối. Từ mà này sẽ dùng những loại từ nối nào để tạo ra cái nghĩa mà. Như các bạn vừa thấy, trong cái bảng từ nối tất cả các từ nối đều có nghĩa là mà. Bây giờ làm nào để các bạn biết dùng từ mà nào cho đúng chưa không? Đó, cái này là mà này, mà này, mà này. Chứ các bạn ít khi đó là cô gái người mà tôi thích không có nhé. Đấy không phải là tiếng Việt. Đó là ngôi nhà, thứ mà tôi sống hoặc là nơi mà tôi sống. Đấy không phải tiếng Việt. Các bạn cố gắng dịch để tạo ra một bản tiếng Anh. Các bạn có thể dịch lại sang tiếng Anh. Và các anh nghe cái này, rất nhiều người dạy tiếng Anh, người ta dạy theo cách đấy rồi. Tức là họ sẽ dịch là anh ấy là người, người mà tôi muốn cưới là không có đâu nhé. Người Việt Nam chỉ đặt câu rất bình thường này, anh ấy là người tôi muốn cưới. Chữ mà còn không có cơ. Thì các bạn phải dịch theo một cách câu tiếng Việt hoàn toàn tự nhiên như vậy thì các bạn mới dịch được. Chứ các bạn đừng hy vọng là đó là chiếc ô tô, đó là thứ. Cái thứ mà tôi muốn thích không có. Cậu ấy đang đọc cuốn sách. Cái thứ mà tôi mua sáng nay này để các bạn dùng từ which không có. Nên các bạn phải xem cách xác định xem cái từ nối là từ nào. Đầu tiên các bạn sẽ dùng cho anh các đại từ quan hệ. Đại từ tức là những cái từ nối này nó sẽ tham gia vào, từ mà này nó sẽ tham gia vào câu đằng sau. Với vai trò là đại từ. Đại từ thì các bạn biết nó nằm chủ ngữ, bổ chủ tân trực. Câu này nó là dùng trạng từ, anh sẽ tính sau nhé. Bây giờ anh sẽ lấy cho các bạn 3 ví dụ mà các bạn vừa đặt này. Câu đằng sau của các bạn thiếu thành phần nào thì cái từ nối nó sẽ nằm cái gì nhỉ? Từ nối này nếu mà nó là đại từ ấy thì nó sẽ làm bổ chủ ngữ, bổ chủ hoặc tân trực ở câu đằng sau của cái mệnh đề tính ngữ ấy. Đó, ví dụ như câu này tôi muốn cưới. Câu này đang thiếu VT đúng không? À đang thiếu tân trực. Thì đây chính là từ mà này chính là tân trực của câu đằng sau. Nó là tân trực thì nó là đại từ được. Chiếc ô tô đó là thứ mà tôi muốn, muốn thiếu tân trực. Muốn là VT mà. Muốn cái gì, muốn cái thứ đó. Thì ở đây các bạn thiếu tân trực thì các bạn sẽ dùng đại từ. Các bạn dùng đại từ quan hệ. Vì đại từ quan hệ mới là tân trực được. Đó. Câu cuối cùng là tôi đang đọc cuốn sách mà tôi mua sáng nay, từ mua này cũng là VT thiếu tân trực. Thì tân trực các bạn dùng đại từ quan hệ. Nhưng riêng câu này đó là ngôi nhà mà tôi sống. Các bạn thấy câu tôi sống là chủ ngữ VI. Đủ thành phần. Đủ câu 1 rồi. Đúng không? Như vậy thành phần dư ra chỉ có thể là trạng. Như vậy cái từ nối ở trong cái câu này nó không phải là đại từ nữa mà nó là trạng từ, từ mà này phải dùng trạng từ. Và nó lúc đó các bạn sẽ quay ra các trạng từ quan hệ. Các bạn sẽ có 3 trạng từ chỉ địa điểm. Danh từ địa điểm các bạn dùng where. Danh từ chỉ thời gian các bạn dùng when. Và danh từ chỉ nguyên nhân các bạn dùng, dùng why. Thì bây giờ tạm thời các bạn sẽ học cho anh cái cục đại từ này trước. Sau đấy tí anh sẽ chuyển sang mục trạng từ quan hệ. Nào bây giờ các bạn xem nhé. Vì tất cả nó đều là mà nên các bạn phải chọn mà cho đúng. Thứ nhất, từ mà làm chủ ngữ các bạn dùng who. Từ mà làm tân trực. Ví dụ như những câu này này. Đó, anh ấy là người mà tôi muốn cưới. Cưới thì thiếu tân trực. Danh từ này chỉ người.
Đây là lúc các bạn thay từ mà này bằng từ whom. Đó. Thì anh ấy là người này, he is the person whom tôi muốn cưới, là phần còn lại I want to marry. Đó. Còn ví dụ như đó là chiếc ô tô, đó là the car is, thứ là the thing. Mà ở đây thứ này là chỉ vật, các bạn sẽ không được dùng who whom nữa mà các bạn dùng which. Chỉ có ba từ who whom và which thôi. Còn từ that anh sẽ nói sau. Từ that anh sẽ nói sau. Từ nối chính thức các bạn có ba từ who chỉ người, whom chỉ người làm tân trực, và what, what thì không bàn chủ ngữ hay tân trực cái bộ chủ, vị trí nào what cũng đứng được. Bây giờ chúng ta sẽ tập dùng với ba từ này trước. Các bạn sẽ câu xem câu đằng sau chủ danh từ chỉ cái gì và câu đằng sau thiếu thành phần gì để các bạn dùng. Thực ra là các bạn chỉ quan tâm đến người thôi, người làm chủ ngữ hay người làm tân trực, còn vật thì các bạn chỉ dùng which. Đây có câu đầu tiên. Đầu tiên các bạn sẽ vẫn phải xác định cho anh chỗ nào là mệnh chính ngữ. Và thứ hai là các bạn dùng từ nối, xác định cho anh từ nối. Câu đầu tiên anh có câu này. Đó là người đàn ông sẽ giúp chúng ta. Các bạn câu này, thấy câu này hoàn toàn không có từ mà. Bây giờ các bạn phải xác định xem danh từ nào được một câu đúng sau. Bây giờ câu này anh cho thi đặt. Xác định cho anh mệnh đề tính ngữ chưa? Câu này không có mà các bạn. Là sẽ giúp chúng ta. Sẽ giúp chúng ta. Đây chính là mệnh đề tính ngữ. Danh từ chính là đàn ông đúng không? Vâng. Rồi. Từ nối. Bây giờ sẽ xác định từ nối giữa cái danh từ với câu đằng sau này. Thì em xem câu đằng sau này chứa thành phần gì? Sẽ giúp chúng ta này chứa thành phần gì? Giúp chúng ta. Giúp là VT. Chúng ta là tân trực. Vâng. Chứa thành phần gì? Có VT tân trực thấy chưa? Cái chủ ngữ đâu? Chủ ngữ là đó là đàn ông. À, vậy em đấy là chủ ngữ. Câu này không có chủ ngữ. Anh đang bảo em tìm thành phần thiếu ở trong cái câu này để em tìm từ nối. Từ nối tức là cái từ thiếu. Câu này thiếu thành phần gì? Câu mệnh đề tính ngữ thiếu thành phần gì? Thiếu đặc từ ạ. Thiếu chủ ngữ. Không thấy, không thấy con VT đây đúng không? Vâng. Tân trực đây đúng không? Chủ ngữ của câu này đâu? Không có đúng không? Vâng. Danh từ chỉ người và làm chủ ngữ ở trong câu đằng sau thì em sẽ dùng từ who để nối. Vâng. Chưa? Vâng. Rồi bây giờ em ghép cho anh hai câu này. Đàn ông chính là man. Man. Đó là người đàn ông sẽ giúp chúng ta. That is man. Từ nối. Who? Who? Đấy, em phần còn lại thôi. Will. Who will have us? Cái phần này nó khó bởi vì là đôi khi các bạn không thấy cái dấu hiệu của chữ mà các bạn vẫn phải đặt được đúng mệnh đề tính ngữ. Cái này thì đặt một thời gian các bạn sẽ quen với cái việc này thôi, nhưng mà bây giờ với giai đoạn hiện tại thì các bạn sẽ phải phân tích bước chậm là mệnh đề là tính ngữ là chỗ nào, từ nối là gì. Muốn biết từ nối là gì các bạn xem danh từ chỉ người hay vật. Từ người thì dùng who whom, chỉ vật thì dùng which. Ok. Thi đặt cho anh một câu nữa cho quen đi. Vâng. Tôi sẽ lấy cô gái tôi yêu. Cô gái mà tôi yêu đi. Câu này anh có từ mà rõ ràng nhé. Mày để tính ngữ là chỗ nào Thi? Xác định cho anh mọi người tính ngữ. Mà tôi yêu. Rồi, mọi người tính ngữ. Danh từ là cô gái đúng không? Vâng. Từ nối là gì? Anh cho em tự xác định. Từ mà này là dùng từ gì để nối? Từ whom. Đúng rồi, bây giờ các bạn xác định cô gái là người. Như vậy từ mà chỉ có thể dùng whom thôi. Đây các bạn xem trong câu này nó thiếu thành phần gì. Nó có chủ ngữ này, cái T này, thiếu tân trực. Như vậy danh từ chỉ người và làm tân trực trong câu sau. Từ nối chính là từ whom. Thì đặt câu này xem. I will marry the girl. Nào, tất cả các danh từ loại này the girl. Nó đều phải có the ở đằng trước, trừ trường hợp nghĩa một thì anh không kể.
còn nó đều có the bởi vì nó được một câu xác định cho nó nên một câu bổ nghĩa cho nó nên nó được coi là được xác định phải dùng the cho nó. Được rồi, đây nhá. Home. I love. I love. Ok. Cúp vào cho anh câu này. Tôi đang đọc quyển sách. Ấy là chàng trai tôi gặp sáng nay. Ok. Chàng trai tôi gặp sáng nay. Vậy để tính ngữ là chỗ nào? Cúc. À quên, đang cúc hay hoàn? Cúc à? Cúc này đi. Mình để tính ngữ em này. Câu này không có từ mà nên em có thể tự đặt từ mà vào một chỗ nào đấy em nghĩ là hợp lý. Thường em phải tìm danh từ đầu tiên, xem danh từ nào có một câu đứng sau. Thì giữa danh từ và câu đấy sẽ có chữ mà. Y ạ. Danh từ nào, mệnh đề tính ngữ là chỗ nào? Mà tôi gặp sáng nay. Tôi gặp sáng nay. Câu này không có chữ mà nên em có tự thêm thì phải em tự thêm. Em đọc cho anh chỉ có tôi gặp sáng nay thôi. Danh từ là chàng trai đúng không? Vâng. Từ nối giữa cái phần đỏ và phần đen là chữ. Hu ạ. Bây giờ em xác định là who đúng không? Vâng. Xem câu sau tiếng phần gì. Có chủ ngữ chưa? Câu này có chủ ngữ chưa? Có rồi ạ. Thế em dùng who được không? Who chỉ làm chủ ngữ được thôi. Bây giờ xem câu này thiếu thành phần gì. Chủ ngữ này. Whom. VT này. Whom. Thiếu tân trực đúng không? Vâng. Tân trực chỉ người dùng whom. Để đặt lại cho anh câu này đi. Người mà he ạ. Boy. Cái này bắt buộc vùng the. Vì nó được một câu để xác định được kìa. I see this morning. I saw this morning ạ. He is a boy whom I saw this morning. Câu tiếp theo. Tôi sẽ mua chiếc xe máy mà tôi thích. Mày để tính ngữ là cái chỗ nào? Quýt thì đúng rồi, nhưng mà xác định cho mày để tính ngữ đó. Mà tôi thích ạ. Mà tôi thích. Trên từ là chiếc xe máy. Từ nối là gì? Giữa phần đỏ phần đen lên từ nối. Quick ạ. Đọc anh em. I will buy motorbike ạ. À, the motorbike ạ. Quick, I like ạ. Ok. Cúp đặt cho anh vài câu này. Tôi đã quên. Cậu ấy đang đọc cuốn sách mà tôi à mà dài. Hoa đặt đấy nghe gì? À quên, mệnh đề tính ngữ. Xác định danh mệnh đề tính ngữ. Mệnh đề tính ngữ là câu là mà cậu ấy mua sáng nay ở cửa hàng đó. Ok. Danh từ đây. Từ nối. À có phải nói là từ nối trước ạ? Có xác định danh từ nối chưa? Từ nối là quýt ạ. Vật chỉ có which thôi. Đặt ra anh được không? He is reading the book. Which is a bot. Bot in that. In that. Thì bot gì? Bot cửa hàng là store. Thì bot gì? Để anh ngồi chỗ bot này đâu. At the store đúng không? That's the store this morning. Bạn dùng này là rất là chính xác vì nào? Thông thường như các bạn thấy là câu của anh trật tự tiếng Anh là mua sáng nay ở cửa hàng đó. Nhưng mà trong tiếng Anh thì thường trạng từ thời gian nó sẽ là trạng từ cuối cùng trong câu. Đó, các bạn đặt vào cuối này rất là chuẩn. Ok. He's reading the book which he bought at the store this morning. Nào, đấy là về dùng đại từ nhé.
Thì trong đại từ này nó có một từ mà người Mỹ rất thích dùng, đấy là từ that. Từ that này chỉ người cũng được, vật cũng được. Thế nên trong văn nói người Mỹ rất hay dùng từ that này thay cho tất cả hồ quýt luôn. That này. Thế các bạn sẽ không phải nghĩ người hay vật nữa. That này. That này. Đó. That này. That này. Thì dùng that này nó rất là dễ. Các bạn không phải nghĩ who hay whom hay which. Cái này anh cho phép các bạn dùng trong văn nói, các bạn cứ thế mà dùng. Thế còn thi cử thì tất nhiên nó sẽ không dùng cái trường hợp that này, bởi vì nó dễ quá. Anh nói rồi, cái gì các bạn dùng nhiều thì không thi, bởi vì nó dễ, dùng nhiều thì người ta quen, dễ mà. Nó không thi, nó không đánh đố được. Còn những cái gì thi thì không dùng, bởi vì thi là những thứ đánh đố. Dùng người ta ít dùng những cái thứ nó đánh đố lắm. Đó. Nên là nó khác nhau giữa tiếng Anh sử dụng và tiếng Anh thi đấy. Đó, thì nếu các bạn nói, các bạn cứ dùng từ that này cho nó dễ. That is the man that will help you. I help us. I will marry the girl that I love. He's the boy that I saw this morning. I will buy the motorbike that I like. He's reading the book that I bought at the store this morning. Đó, thì đấy là các bạn dùng từ that thay cho từ which. Thì trong các đại từ này thì các bạn sẽ thay thế vào chủ ngữ của chủ tâm trực. Còn trạng từ ấy thì nó sẽ thay thế cho cái câu ở đằng sau, nó phải đủ thành phần rồi. Các bạn biết là câu nó đủ thành phần thì thành phần trạng. Giới hữu danh thì nó vẫn là trạng mà. Nên đến thành phần trạng. Khi các bạn dùng trạng từ quan hệ thì nó sẽ tương đương với một trạng câu đằng sau, và câu đằng sau này phải đảm bảo là nó phải đủ chủ ngữ với y, tức là nó phải đảm bảo là ba câu này nó đủ thành phần rồi thì từ nối sẽ dùng đến trạng. Ví dụ như các bạn có câu là câu vừa nãy là ai đặt này, đó là ngôi nhà mà tôi sống, đúng không? Đó là ngôi nhà mà tôi sống. Câu này các bạn, việc đầu tiên các bạn thấy là từ ngôi nhà mà tôi sống là mệnh đề tính ngữ này. Từ ngôi nhà là danh từ này, rất dễ các bạn thấy ngôi nhà, các bạn thấy là vật, các bạn thay ngay từ này là từ which. Nên các bạn bị sai, các bạn phải phân tích. Trong câu đằng sau là câu tôi sống có chủ ngữ này, VE này. Như vậy đây là câu 1 đủ thành phần. Từ mà này không tham gia vào thành phần chủ ngữ được nữa. Vì câu 1 nó chỉ có chủ ngữ VE nên từ mà này không thể là đại từ được. Đó, từ tôi làm chủ ngữ rồi, thế nên là từ mà không thể làm chủ ngữ được nữa, nó không thể là đại từ được. Nó không dùng đại từ quan hệ, không dùng which. Which là đại từ mà. Thế câu này nó có chủ ngữ rồi, đủ với y rồi, thì cái thành phần dư ra chính là một trạng. Và đó là lúc các bạn dùng trạng từ quan hệ. Trạng từ quan hệ sẽ có 3 trạng từ. Với danh từ chỉ địa điểm dùng where, danh từ chỉ thời gian dùng when, và danh từ chỉ lý do nguyên nhân các bạn dùng why. Thì về câu này các bạn sẽ phải dùng đó là ngôi nhà, để các bạn that is the house. Từ nối ở đây là where I live. Đó. Đó là ngôi nhà tôi sống. Hoặc là các bạn có câu thứ hai nè. Thứ hai là ngày tôi sẽ đến. Ở đây không có mà. Thì các bạn sẽ phải căn cứ vào cái dấu hiệu là câu đứng sau danh từ. Ở đây các bạn có từ ngày là danh từ. Tôi sẽ đến là câu bổ nghĩa cho danh từ đó. Ngày nào? Ngày tôi sẽ đến. Các bạn muốn xem câu nó có bổ nghĩa, các bạn đặt câu hỏi này. Cái danh từ gì của danh từ này? Ngôi nhà nào? Ngôi nhà mà tôi sống. Thì cái câu mà nó trả lời được đúng cái nội dung các bạn hỏi đấy, thì đấy chính là thành mệnh đề tính ngữ. Ngày gì? Ngày tôi sẽ đến. Để các bạn xem nhé. Nếu các bạn lấy từ ngày này, các bạn thay ngay bằng which thì nó bị sai. Lý do sai như sau. Câu này các bạn có chủ ngữ là tôi, đến là với y, câu đủ thành phần rồi. Thế nên từ ngày này nó phải là trạng câu đằng sau. Đó, thì lúc đấy các bạn sẽ là phải dùng từ trạng từ quan hệ. Và trạng từ quan hệ chỉ thời gian các bạn dùng when. Thì lúc đó các bạn sẽ có câu là Monday is the day when I will come. Đó. Đây là trạng từ quan hệ. Còn cái từ mà đấy, các bạn thấy tiếng Việt anh dùng, còn cái từ mà. Từ mà đấy, tiếng Việt dùng từ mệnh đề tính ngữ nhiều lắm. Các bạn nói một câu dài thường là các bạn sẽ phải dùng mệnh đề tính ngữ. Nào, trạng từ quan hệ why thì thường ấy, cái danh từ đằng trước nó chỉ có thể là một trong hai từ. Từ lý do, từ reason, và từ nguyên nhân, từ cause. Các bạn chỉ nói đó là lý do mà, đó là nguyên nhân mà.
chứ không phải là đó là cái con sông mà cái sông mà dùng why được không được. Cái nguyên nhân mà hoặc là cái lý do mà tại sao mà. Thì tôi biết cái lý do tại sao mà cô ta ghét tôi chẳng hạn. Là I know the reason. Reason là lý do. Thì why she hate me. Thì các bạn thấy này, chủ ngữ VT tâm trực đủ thành phần. Nhưng từ nối phải là bắt buộc quan hệ chạm từ quan hệ. Là từ why. The reason chính là danh từ. Đó là đấy là cách các bạn sử dụng ba trạng từ quan hệ where, when và why. Câu đằng sau nó sẽ đủ thành phần và các bạn lúc đấy các bạn dùng trạng từ quan hệ. Ok, bây giờ anh sẽ cho các bạn tập đặt với loại ba loại là với loại đại từ và trạng từ này lẫn lộn với nhau nhé. Tính từ này thì anh sẽ cho các bạn một vài ví dụ nó không thông dụng. Ngoài ra nó sẽ còn một số lưu ý. Đây các bạn sẽ có 1 lưu ý, 2 lưu ý, 3 lưu ý, 4 lưu ý. Anh sẽ nói lưu ý sau sau khi các bạn thành thạo những cái chung nữa. Ok. Nhà câu đầu tiên. Anh sẽ cho hoa trước. Tôi trông thấy con mèo mà cậu ta làm mất sáng nay. Anh cho em từ làm mất. Lose là mất quá khứ và P2 của lose như sau. Lose, lost, lost, ba cột như nhau. Cột đầu tiên là lose, hai cột còn lại là lost, lost. Tôi trông thấy không thấy đấy. Tôi trông thấy tôi gì thế nhỉ? Tôi trông thấy con mèo của cậu ta là mất sáng nay. Anh đặt là tôi trông thấy nhưng em đặt thành tôi không thấy cũng được. Sorry. Tôi không thấy con mèo mà cậu ta làm mất sáng nay. I don't see the cat that tất nhiên là về that em dùng là đúng, không có gì sai cả. Nhưng bây giờ anh cần em chỉ dùng cho bọn em, chỉ dùng cho anh who may quick để anh biết chắc là bọn em đang xác định đúng cái từ nói. Về từ that là bọn em dùng nói được, nhưng trong thi cự hoặc là trong các văn bản nghiêm túc thì không nên dùng những cái từ mà nó thay thế cho tất cả các từ khác. Dùng đúng từ. Thế nên là các văn bản nghiêm túc bọn em nên dùng đúng who may quick. That không nên dùng. Cái gì nghiêm túc bọn em viết tắt là không viết tắt này. Dùng các dạng tỉnh lược là không dùng này. Từ dùng nhiều chức năng là không dùng này. Đó, những cái đấy là liên quan đến cái văn bản nghiêm túc. Anh cần một em dùng cho anh đúng hôm quýt trước. That tất nhiên là không bao giờ sai. Nhưng mà anh cần dùng hôm quýt thì anh biết chắc là bọn em biết cách dùng ba cái này. Tôi trông thấy con mèo mà cậu ta, tôi không thấy con mèo mà cậu ta làm mất sẵn. Bây giờ là trông thấy hay là không thấy? Không thấy đi. Không thấy. Là I don't see the cat with his lost có khí gì đó. Blue lost lost this morning. Lại một lần nữa. I don't see the cat that I don't see the cat with his lost this morning. Rồi thi đặt cho anh một câu này. Cậu ấy đang nói chuyện một tí. Xem hỏi một tí về con mèo thì phải là hư hôm chứ sao lại là quýt nhỉ? Cái này là nó khác với văn hóa. Con mèo thì ví dụ theo văn hóa phương Tây thì họ coi trọng chó và mèo đúng không? Cái và họ vẫn hay nói đùa là trẻ con phụ nữ chó mèo rồi mới đến đàn ông. Thế nên là chó mèo thì trong phương văn hóa phương Tây các bạn có thể coi nó là người. Các bạn dùng hư hoặc hôm để thay cho nó. Còn trong văn hóa của Á Đông thì chó mèo chỉ là vật, con vật, không coi nó như người, nên là em dùng quýt thì thay thế. Cái này là do văn hóa nhé. Em dùng hu mê quýt cho từ chó mèo đều được, không có vấn đề gì cả. Đấy là tùy theo văn hóa khác nhau. Thông thường nếu các bạn nói tiếng Anh thì các bạn nên tập quen với cái việc là chó mèo hay thậm chí bất cứ một con gì mà các bạn yêu quý, các bạn nên dùng đại từ
who whom thay cho nó. Còn nếu mà dùng he thì dùng he hoặc là him cho con đực, hoặc là she her cho con cá. Vì mình học tiếng Anh mình sẽ tiếp xúc với văn hóa phương Tây nên các bạn tập quen với cái việc dùng đại từ chỉ người cho bọn các cái con thú mà con người người ta yêu quý ấy. Còn nếu con gì người ta ghét thì người ta dùng it chỉ được, dùng which chỉ được. Còn các con yêu quý họ coi nó vị trí của nó khá cao trong cái cấp bậc xã hội. Ok, bây giờ thi đặt câu tiếp theo nhé. Cảm ơn ạ. Tôi có một câu hỏi mà tôi muốn hỏi anh. Tôi có một câu hỏi, anh cho tôi câu hỏi. Là the question. Đây là câu hỏi mà tôi muốn hỏi anh, hỏi là ask. Đây là tôi có một câu hỏi là... danh từ đấy rồi là có chữ em phải dùng nhé. Do. Ý là có là dùng do hay dùng have. Em phải tự phân tích chứ. Do là trợ động từ. Have là động từ. Câu này em dùng động từ hay dùng trợ động từ? Em dùng trợ động từ à? Thế động từ của em là gì? Em dùng trợ thì động từ của em sẽ là gì? Tôi có một câu hỏi. Không có. I have a question. Để em dùng động từ hay dùng trợ động từ? Đây là động từ ạ. Đây là dùng động từ, không trợ động từ đâu. I have a question. Nào một câu hỏi. Đây trường hợp này là một chứ không phải là câu hỏi. I have a question. Các bạn phải nhớ cái lỗi này hình như là cả có mỗi Hoa là không bị thôi, còn Thi với Cúc vẫn bị là cái lỗi hai động từ bọn em làm sao đặt cạnh nhau như vậy. Phải có từ tu đặt lại. I want to ask you. Đặt lại. I have a question. Which I want to ask you. Tiếp theo. Cúc đặt cho anh này. Cậu, chúng tôi đang nói về ngôi nhà mà cậu ấy sống. Nói là talk about. Đây là nói chuyện. Nói về sẽ là talk about. Chúng tôi đang nói về ngôi nhà mà cậu ấy sống. Câu này anh khuyên em là nên nghĩ cẩn thận. Từ nói nên nghĩ cẩn thận. Chúng tôi đang nói về ngôi nhà mà cậu ấy sống. Cúc đặt. Em mới đặt đến chỗ từ mà đó, trước từ mà đó. Vâng. We are talking about. Ngôi nhà phải có danh từ đã thì mới có mệnh đề tính ngữ được. The house. The house. Từ nối là gì? Which. Tức là em xác định dùng đại từ đúng không? Which là đại từ mà. Đúng không? Cúc. Đây này, which này. Nó đại từ quan hệ này. Em xác định câu này thiếu thành phần nào mà em lại dùng đại từ? Có thiếu chủ ngữ hay thiếu tân trực hay thiếu bổ chủ không? Cúc. Không. Câu đằng sau từ mà là từ gì? Là câu gì? Đó là ngôi... À, chúng tôi đang nói về ngôi nhà mà gì? Phần đằng sau là gì? Đọc lốt xem. Tiếng Việt. Cái gì mà sống? Mà cậu ta sống. Mà cậu ta sống. Trong câu cậu ta sống có thiếu thành phần nào? Câu đấy là câu mới. À, where đúng không ạ? Đúng không, phải dùng where. Dùng chạy. Where he live. Live, em nhớ là phải dùng S. Live. Lives. Đặt lại. Tôi tiếng Việt là gì? Chúng tôi đang nói về ngôi nhà mà cậu ta sống.
We are talking about the house. Nào, nào, không phải about. We are talking about the house where he lives. He lives. Ok, tiếp. Thì. Câu này khó nhé, anh nói trước là khó nhé. Chàng trai mà tôi yêu là nam. Câu này khó đấy. Chàng trai mà tôi yêu là nam. The boy. Ờ, the boy gì? The boy is the boy. The boy is chuẩn bị tinh thần đặt cho anh con. Câu này anh nghĩ sẽ có người sai. Nếu thi đặt đúng thì thôi, còn không thì bọn em sẽ phải đặt bố vào. Đó, à quên. Chàng trai mà tôi yêu là nam. The boy y xong đến hu hả? Đúng thì không ạ. Đó là cái gì nhỉ anh? Chàng trai mà tôi mặt yêu là nam. The boy is nam hu. Sai. Anh ghi lại đây nhá. Chàng trai mà tôi yêu là nam. Câu thi bị sai. Hoa đặt cho anh thử xem có đặt đúng không? Em đặt nhá. The boy whom I love is Lam. Đúng rồi, câu đấy mới đúng. Ở đây bình thường các bạn thấy mệnh đề tính ngữ này nó đặt ở cuối đúng không? Nhưng các bạn biết là tính chỉ là thành phần đi kèm với danh từ. Bây giờ anh bỏ cái phần tính đi này. Đó, các bạn thấy ngay chàng trai này, is Lam này. Đó, các bạn phải hiểu bản chất của mệnh đề tính ngữ nó là thành phần đi kèm với danh từ, nó là tính, là thành phần phụ. Các bạn bỏ đi cũng được mà. The boy is Lam đúng không? Đây là câu đủ của nó. Bây giờ là boy là danh từ, các bạn sẽ có là the boy whom I love. Thì đây nó là một cái thành phần tính, các bạn thích các bạn bỏ nó đi cũng được. Đó. Cái định nghĩa của mệnh đề tính ngữ không phải nó nằm cuối mà nó là thành phần đi kèm với danh từ như thế này này. Đó. Cái này các bạn có cái này là chủ ngữ này, cái này là VL này, cái này là bổ chủ này và cái này đi kèm với danh từ the boy. Đấy thôi. Câu này các bạn không nắm được chắc thì các bạn sẽ không đặt được. Mà thực ra các bạn nhìn nhé, chàng trai mà tôi yêu này, các bạn có đặt đúng này, the boy này, whom này, I love này, is now. Chả vì gì các bạn phải đảo thứ tự này. Gần như các bạn đặt được nghĩa nó đúng. Rồi tiếp theo câu này sẽ dành cho Hoa đi. Cậu ấy rời khỏi đó vào cái ngày trời mưa. Cậu ấy rời khỏi đó vào cái ngày trời mưa. Anh cho em cụm từ vào cái ngày là on the day. Rộng danh. Từ rời khỏi là leave. Anh sẽ cho em đầy đủ tổ chức của từ leave này. Đây là động từ bất quy tắc. Thế nên anh sẽ cho này. Past tense là quá khứ này. Và past participle là P2. Quá khứ phân từ. Tức là leave, left, left. Cậu ấy rời khỏi đây vào cái ngày trời mưa. Anh ấy rời khỏi đây vào cái ngày trời mưa hay là cô ấy hả? Anh ấy, cô ấy không quan trọng. Anh ấy hả? Anh ấy đi. Anh ấy hả? Ừ, anh ấy đi. He slept here on the day when it rained. It rained là thì gì? Rain là từ mưa. Không thì. Thì của nó là quá khứ ạ. Ừ đúng không? Ở câu này thì các bạn sẽ thấy là vai trò của cái mệnh đề tính ngữ nó lại thêm không phải một sau danh từ nằm dình phần dưới trong câu mà là sau danh từ nằm giống danh. Là he left here. Đây các bạn có chủ ngữ này, VI này, trạng này, giống danh này. Danh thì nó lại được quyền mang tính của nó. On the day when
It rain. It rain. Thì đây các bạn chỉ khác là danh từ này nó lại đứng trong tổ chức dưới cũng danh thôi. Rồi, Cúc đặt cho em một câu nhé. Tôi bảo không. Tôi muốn lấy người mà người yêu tôi, chứ không phải người tôi yêu nhé, người yêu tôi. I want. Want rồi, khổ quá, anh đã dùng đi dùng lại từ này cho mật sửa rồi, cứ want. Want. I want. Đừng có marry nữa, đấy biết ngay mà. Khổ quá. To marry. Ừ. To. To đúng rồi. Gì nữa? Who ạ? Làm sao em dùng who được? Em phải có danh từ em mới dùng được mệnh đề tính ngữ chứ, phải có từ người đấy chứ. Whom. Whom với who cái gì? Em phải có danh từ xong thì em mới dùng từ nối được. Em bản chất mệnh đề tính ngữ nó phải đặt xong một danh từ. Từ Mary này là động từ chứ không phải danh từ, em đã có danh từ đâu. Cái người này em đã có đâu. Person. The person. Rồi bây giờ mới đến từ nối này. Who ạ? Who đúng rồi. Who I love. Vẫn còn I love. Mệnh đề tính ngữ là chỗ nào? Mệnh đề tính ngữ là chỗ nào? Lớp ạ. Anh hỏi từ từ tiếng Việt, trong câu tiếng Việt này mệnh đề tính ngữ là chỗ nào? Mà tôi yêu. Anh có chữ mà nào trong câu này chỉ đúng cho anh cái phần mệnh đề tính ngữ trong cái câu tiếng Việt này thôi. Đọc cho anh cái phần đấy lên, đừng có bịa thêm nữa. Tôi yêu, yêu tôi ạ. À, yêu tôi cơ mà. Câu này thiếu thành phần gì? Yêu tôi ở chủ ngữ. Em dùng ngôn chủ ngữ rồi. Oh, love me. Rồi, thế này mới đúng. Thế bây giờ thì mà tôi yêu thì làm này. Mà tôi yêu, người mà tôi yêu. Who. Who hay whom? I love. Who hay whom? Whom I love. Cúc đặt cho anh thêm một người nữa, một câu nữa. Họ sống trong ngôi nhà mà chúng tôi xây năm ngoái. Anh cho từ xây nhé. Build. Anh sẽ cho em đầy đủ giả của nó. Builder. Đấy. They have liver. No, sao lại have rồi đấy? Tại sao lại có have? Anh có đã nào không mà hoàn thành? They have. Anh có chữ đã nào không mà em dùng hoàn thành? They live. Anh đã bảo em chỉ cần đặt cho anh đã đang sẽ thôi. Đừng có tự they thêm leave. Từ they live thôi. They live. In the house. In the house. Which? Chắc là which không? Where? Chắc là where không? Xây này là về gì? Y về T. Về Y. Xây cái gì? Xây cái ngôi nhà đấy. Người em báo giáo vào nó là về Y. Về T. Về T. Thế là câu này thiếu cái gì? Chủ ngữ. Chủ ngữ chúng tôi đi thôi. Chủ ngữ này. Về T. Tân trực ạ. À? Thiếu cái gì? Tân trực ạ. À, tân trực nên là dùng where được không? Where là trạng, làm sao mà làm tân trực được, đúng không? Tân trực là dùng đại từ. Đúng không? That. Anh nó không dùng that, dùng where, who hay whom hay which thôi, that thì nó đúng là chắc rồi. Which, đúng không? Em dùng từ đầu nó đúng rồi, anh hỏi lại, chắc không có chắc đâu. Which gì?
quick we build ừ. Năm ngoái this year à year năm nay last year. Ok rồi, đấy là cái phần mệnh đề tính ngữ phần cuối cùng. Có một số lưu ý nhưng mà buổi sau anh mới cho các bạn lưu ý được, mà các bạn sẽ phải thực hành lại cái phần toàn bộ ba cái câu dài này nữa. Thế nên là buổi sau các bạn sẽ thực hành lại toàn bộ cả ba câu, thực hành cái mệnh đề tính ngữ này trước này lại này, rồi các bạn sẽ thực hành cả ba câu và sau đó chúng ta sẽ chuyển sang cái phần hai phần kiến thức cuối cùng, là phần kiến thức trong liên quan đến tạo câu, là phần kiến thức của Thái và Thức. Các bạn đến đây là xong rồi, các bạn sắp xong kiến thức rồi đấy. Đó. Rồi, hôm nay chúng ta nghỉ ở đây nhé. Chào các bạn.